nguồn gốc rùng rợn và sự thật về ông Ba Bị chuyên bắt cóc trẻ con. Khi còn nhỏ, hẳn ai trong chúng ta cũng từng bị người lớn đem ông Ba Bị, ông Kẹ ra hù dọa khi không nghe lời, quậy phá hay biếng ăn. Trong hình dung của con nít, ông Ba Bị được phác họa với bộ dạng khá kỳ dị. Ba Bị, chính quai, 12 con mắt thường xuất hiện vào buổi tối để rình bắt trẻ con hư. Việt Nam từ điển của khai trí tiếng Đức 1931 định nghĩa Ba Bị giống quái lạ người ta bịa ra để dọa trẻ con. Ba Bị chính quai 12 con mắt, nghĩa bóng là tồi tàn, xấu xí, đồ Ba Bị. Hay trong từ điển tiếng Việt của Trung tâm Từ điển Học 2007, Ba Bị là tên gọi một hình người quái dị bịa ra để dọa trẻ con. Truyền thuyết ông Ba Bị bắt nguồn từ vào khoảng thế kỷ thứ 17, 18 ở các vùng ven biển duyên hải từ miền Trung ra Bắc, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra thường xuất hiện hoạt động bắt cóc trẻ em. Theo mô tả, những kẻ bắt cóc thường đi thành nhóm 6 người, chia thành 3 tốp nhỏ. Mỗi tốp 2 người mang theo một túi to bệnh bằng gói nên gọi là Ba Bị. Mỗi cái bị lại có 3 quai nên là 9 quai, nhóm có 6 người tổng cộng là 12 con mắt. Người dân sợ hãi nhóm bắt cóc nên đã nâng cao cảnh giác và lấy hình ảnh Ba Bị ra để răng dậy, nhắc nhở trẻ em không được tin người lạ. Một truyền thuyết khác kể rằng, ông Ba Bị có hình dạng đen đuổi, gớm ghiếc, vai mang 3 cái bị lớn đi ăn xin. Khi có cơ hội, ông sẽ đi bắt trẻ con đem bán. Hình tượng này xuất hiện trong thời điểm đại hạn mất mùa từ Nghệ An ra Bắc năm 1608. Dần dần, bậc cha mẹ lấy hình tượng này nhắc nhở đứa trẻ nào không ăn thì sẽ bị ông Ba Bị tới bắt. Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng có hình tượng về ông Ba Bị. Những ông Ba Bị này đều có điểm chung là những quái vật khổng lồ, chuyên đi bắt trẻ em hư, ở cử trong truyền thuyết người Thổ Nhĩ Kỳ, Tobalan ở Bulgaria, Yubum của Nhật Bản hay Babaroga ở Đông Âu.